bọn giặc gầm lên chồng mày đâu đồng đội mày đâu, chỉ lắc lắc đầu tôi không biết. Thằng chỉ huy hất hàm ra lệnh bắn qua thì chờ tôi dây la, rồi chỉ hướng đứng lên giành lại đứa con từ trong tay giật chào tuôn chị thầm gọi con ơi. Phu nhân kéo không còn kịp nữa, ơi con của tôi ơi bầu sữa. Vào đứa trẻ bị lôi ra khỏi vòng tay mẹ, chỉ không kịp gọi con khi lợn sữa xác nhân xin qua bầu sữa nóng của người mẹ. Thank you.
con nằm trong đất, đất kiên cường dấu cho mây cùng trò qua. Chị ơi tôi đang viết về chỉ một bài ca, mà nước mắt đã làm nhỏ trang Yeah.